truyền rằng Lạc Long Quân đi tuần thú tới động Lăng Xương, gặp tiên nữ Âu Cơ hái dâu bên bờ sông Đà, liền lấy làm vợ đưa về ở núi Nghĩa Lĩnh. Âu Cơ có mang được 3 năm 3 tháng 10 ngày. Đến giờ ngọ ngày 25 tháng 12 năm Giáp Tý, truyền giả sinh ra một bọc trong trứng. Hôm ấy trời trong xanh nắng ấm, mây lành ấp núi, hương thơm ngan ngát đầy phòng. Cây rừng ươm mầm xanh những cây thuốc quý, những gian truân vất vả, những thử thách lớn lao trong nắng mưa bão táp. Con rồng cháu tiên đi tìm những cây thuốc quý chữa bệnh cứu người cứu đồng loại.